Các bạn thì qua clip này, công ty VQ chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Woodson W77, có mã là W77-2S và kim bec của nó là 2.0mm của hãng Anet Yukata Nhật Bản. Thì đây là cái dòng súng Woodson chuyên sử dụng để phun keo, phun lên các cái sản phẩm đồ gỗ nội thất hoặc là phun gen scope vân vân. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái nút chỉnh cái lượng hơi nhiều ít này, đường vào hơi là ren 1/4. Thì đây là cái nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít, đây là nút chỉnh độ trụng xòe, và đây là cái nắp chụp này. Nắp chụp của nó sẽ có hai lỗ để xé tơi sơn, và nó sẽ có cái logo của hãng này. Thì đây là cái dòng sau thì nó sẽ in thêm cái logo này. Chúng ta sẽ có cái bec là số 2, nắp chụp là số 2, và chúng ta sẽ mở cái kim bec ra, chúng ta sẽ thấy cái logo của hãng và cái số 2, và kim bec là 2.0mm. Thì đây là dòng súng chính hãng nên cái bec của nó được sử dụng cái vật liệu tốt và độ bền rất là cao. Thì chúng ta sẽ có cái khi mua về thì chúng ta sẽ có một cái bạc lít để hướng dẫn sử dụng và thông số kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái cà lê và một cái bàn chải và một con ốc nối hơi. Thì cái dòng súng này sử dụng cái cốc đựng sơn là 1000ml, cốc BC gạch 1, ren 3/8 đây. Đó. Thì với cái dòng này thì chúng ta có thể là xem cái thông số kỹ thuật của cái súng ở đây. Thì đây là cái thông số kỹ thuật của cái súng, thì chúng ta sẽ mở ra là W772S. Đây, chúng ta sẽ thấy nó ở đây, W772S này. Thì kim 2.0. Thì cái nắp chụp số 2 và cái lượng hơi áp lực hơi là 0.34 MPa hoặc là 3.53 hoặc 50 PSI. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái lượng sơn ra của nó sẽ là 345 ml/phút, và cái lượng khí tiêu thụ 250 và cái bản động của nó 255. Đó, đấy là thông số kỹ thuật của súng và hướng dẫn sử dụng, chúng ta đọc chi tiết ở đây. Thì súng á, thì sử dụng cốc đựng sơn BC gạch 1 1000ml. Chúng ta có thể là gắn cái súng ở đây. Đó, chúng ta sẽ có một cái bộ súng Woodson W77-2S của hãng Anet Yukata Nhật Bản. Thì trong quá trình sử dụng chúng ta có thể gắn thêm cái chỉnh áp này. Đó, chỉnh áp này để chúng ta điều chỉnh áp lực hơi như yêu cầu nãy là 0.34 MPa á, để cho cái lượng khí nó vào luôn ổn định như vậy. Cái thứ hai là chúng ta có thể là gắn thêm cái lọc nước này để chúng ta có thể là lọc sạch cái hơi nước. Thì trong quá trình sử dụng chúng ta có thể sử dụng thêm dụng cụ vệ sinh LX2087 dụng cụ để chúng ta làm sạch cái dụng cụ, làm sạch cái súng Woodson. Ngoài ra trong quá trình sử dụng chúng ta có thể sử dụng khẩu trang 3M, một cục lọc. Đó, khẩu trang 3M đây, một cục lọc. Thì cái bông lọc này chúng ta có thể mua để chúng ta thay thế nhé, để khi mà nó quá là dơ chúng ta có thể là thay thế bằng cái hộp bông lọc là 10 cục lọc đây, 10 bông lọc. Thì ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng thêm cái hoặc sử dụng khẩu trang 3M 2 cục lọc. Đây, chúng tôi cũng có khẩu trang 3M 2 cục lọc này. Nó sẽ có hai cái bông lọc hai bên và một hai cái cục để gắn hai cái bông lọc đây. Thì trên đây công ty VQ Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Woodson W77 của hãng Anet Yukata Nhật Bản, W772S kim bec 2.0. Bình dưới để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất đó, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc khách.